Chú Đồ Bạc xin chào các bạn. Giới thiệu các bạn là Nhật, bên là đàn Les cao cấp Jaco. Dạ. Thì bên mình á, có thấy bên chỗ chú Đồ Bạc có một cái hồ rất là đẹp, hồ siêu to siêu khủng. Thì bên công ty là có làm chuyên cho chú một cái đèn cũng siêu to siêu khủng luôn để phù hợp với cái hồ của chú. Thì bây giờ mình sẽ khui cái đèn này ra ha. Ok, trên thì cảm ơn Dạ. rất là nhiều. Thì bên Jaco là các bạn cũng biết, cũng theo dõi clip mình bên mình bữa giờ rất là nhiều. Thì bên Jaco là hiện tại là một trong những made in Việt Nam về đèn cá rồng ở Việt Nam, nói chung là đang đi lên và đang phát triển rất là nhiều. Thì mình cũng sử dụng, đang test thử bên những cái đèn mình thấy ok. Xong rồi như nãy anh Nhật có nói thì tại anh Nhật là chuyên về sản xuất cho nên không phải là YouTuber, cho nên các bạn cũng thông cảm là không được nói như chú Đồ Bạc được nhiều. Thì chú Đồ Bạc sẽ nói, thì các bạn thấy đây là anh Nhật thấy cái hồ mình nó rất là to. Đèn này là đèn đủ dài luôn các bạn, 2 mét mốt luôn các bạn. Đó, y một cây nguyên si. Khi mà từ ở dưới, ở các bạn biết là ở dưới công ty, ở dưới bến Mỹ Tho, giờ chuyển lên đây không thể nào các bạn thấy bỏ vô xe đâu, được phải đặc dụng, chuyên dụng mới là vận chuyển lên được. Đây, tôi đèn. Đèn này là đèn gì em? À, đèn này á là đèn là 5 chế độ. Có đỏ cam, đỏ nước, đèn vàng và màu màu bối, coi như là đỏ cam đỏ nước nè, vàng với màu đỏ cam đỏ nước nó màu trắng hơn, tannin và có thêm UV nữa là 5 trong 1. Đó. À. Thì cái đèn này trong công ty chú Đồ Bạc cũng sử dụng rồi, nhưng này là nó là siêu to siêu dài À, siêu luôn á. Các bạn thấy đây, nếu mà một cái đèn này thì rất là khó mà có một cái đèn này đúng không em? Khó lắm thật sự, cái này là giống như là nó là quá khổ. Đèn vậy là quá khổ, thường là sẽ khó, thật sự là khó làm, tại vì khi mà làm á là cũng được, nhưng mà cái là nó sẽ bị lỡ vật tư rất là nhiều. Đó, như đèn này thì bắt buộc phải lỡ vật tư nhiều. Đây các bạn thấy đã không, gỡ từ ở dưới miền Tây lên đó các bạn. Thì các bạn hãy xem lên là khi đèn này lên cái hồ cá của mình thì nó sẽ lên như thế nào nha ha. Cái hồ này á là bự như vậy, nhưng mà đèn này á, tại vì 5 chế độ là tan nhìn được luôn. Đó, hay cái là tan nhìn được luôn. Có nó móc treo đầy đủ luôn các bạn, có hướng dẫn sử dụng, có móc treo đó, đèn Jaco thì tùy theo các bạn để móc lên treo, tùy theo cái thế treo của các bạn, nhưng mà hồ của mình thì sẽ để lên trong, thì các bạn một chút xíu xem thì các bạn sẽ thấy thôi. Đó. Nhìn thấy khủng liền không các bạn? Thì khi mà Jaco á là ngỏ ý mình cứ nghĩ mình Jaco là mình làm không được, mà nói thứ nhất là quá dài, chứ còn một cây đèn ngắn thì quá đơn giản, nhưng mà Jaco bên Jaco nói là để làm cái đèn dài cho bên chú Đồ Bạc trải nghiệm thử, đúng rồi, sẵn làm luôn. Đây rồi, tại giờ thấy quay cái ngay cá thương quá hiệu. đẹp, cái căn bản là thấy cá quá đẹp Mà vậy mới 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 phù hợp đúng không? Đây có bộ móc đầy đủ nha các bạn. Rồi, đứng lên cầm một cây đèn lưu niệm coi. Đây, đó, cầm hai cây nó dài. Phức tạp quá, cầm một cây cho các bạn thấy đó không? Siêu dài không? Rồi các bạn nè, rồi thử nè, giờ mới nè, để đứng cho mọi người xem nè. Trời ơi. Quá độc các bạn. Nhưng mà không có để như vậy nha các bạn, không để như vậy, không để như vậy, nhưng mà sẽ để ở trong. Đó, các bạn xem, sẽ để ở trong. Đèn LED Jaco các bạn, đèn 5 trong 1. À. Vậy bây giờ mình đem lên, mình để Ok, lên rồi nè. bây giờ các bạn Dạ. xem bên trong Được. hồ mình thế nào sao và setup thế nào sao, nhờ em Phương phụ. Phương phụ Rồi. giùm tôi cái. Để tôi leo lên. Leo lên để cho. Rồi, nhờ camera quay bên cho mọi người thấy trong cái bên trong cái hồ của mình. Khi nào cái đèn không hết trơn mới mới tắt đèn kia ha. Dạ. Rồi, hai em cứ tự nhiên không sao. Bây giờ chốt để một hướng này theo Phương ha. Bên đây đi. Gần hơn không? Nhưng mà dưới xa nước nó hay hơn. Cái đèn này phải cái hồ này, cái đèn này mới tầm cỡ mới phù hợp ha. Bỏ lên các bạn thấy là thấy khó rồi. Trời ơi. Ở trên mình là có dàn sắt luôn các bạn, dàn sắt này là đu được luôn đó nha các bạn xem, nếu mà xem những cái clip trước thấy rồi. À. Đó, bên vừa luôn trên đó. Quá một. Vừa luôn. Rồi, bên này hả? Xả nước không? Đèn này các bạn đã xem những clip trước biết rồi, nói chung là chỉnh được 5 chế độ, chỉnh UVA, UVB được đúng không ạ? Dạ, được rồi. Ừ. Chính Một chút. giữa là Một giữa chút. đèn là có UV.
Một chút em thuyết minh phần đó giùm ha. Dạ. Ôi khác màu liền nè. Rồi xuống xuống chị chuyển coi cái độ màu. Này chú quay lại. Rồi, vậy là em tắt máy đèn kia ha. Mở đèn kia lên chưa? Rồi em mở rồi. Nhưng mà hai thanh à. Rồi, mở ha. Để tắt đèn kia ha. Ừ. Cái đèn này thì nó khác với cái đèn ở trong đây, hiện tại mình đang là cao cui N1, cái cao cui mà làm theo có công nghệ N1 các bạn, cho nên là cái độ sáng nó có thể là nó sáng hơn cái hồ nhưng mà con cá nó không sáng bằng, đúng không? Cái đèn của bên Jaco thì nhìn cái màu nó đừ đừ nhưng mà thực chất con cá nó lên hơn, đúng không? Nhà camera nhìn thấy nó là con cá nó nổi bật hơn. Một chút xíu sẽ chuyển chế độ cho các bạn xem. Hôm nay tại ráp rồi chứ một chút xong, khi mà ráp xong là mình sẽ lấy cái đèn ở trong ra, nó nhìn sẽ nó không có dướng dấp, nó nhìn sẽ đẹp với hộ lên. Tại giờ 100% đèn của Jaco nè các bạn. Mình thấy cái đèn này thì trước hết là cái tác dụng thì mình đã biết rồi, nhưng mà trước hết là các bạn từ 4 cộng dây xuống còn có 2 cộng dây là nó tiện lợi. Thứ nhất là vậy, cái thứ hai là cái đèn này mình có thể là chuyển chế độ tannin được. Dạ đúng rồi. Rồi mình mở tannin coi, mình có thể là mở tannin được các bạn. À. Thì dưới một quan trọng là khi mà mới một cái đèn mới bỏ vào nó chưa có ổn định, khoảng chừng năm thường thường 5-10 phút sau nó mới ổn định cái đèn được, cái độ sáng nó mới ổn hơn, khi mà điện nó điều đèn nó nóng lên ở ngoài nó mới đẹp Dạ hơn, đúng rồi, nó sẽ cái màu nó sẽ ổn rồi, nó đúng cái màu thật đúng rồi. luôn. Đó. Thì mới nhìn bên ngoài thì thấy có bộ là nó tối hơn cái hồ nhưng mà con cá nó nổi hơn. Bây giờ mình tắt đèn nhà đó do cái độ, nhưng mà cái chất lượng của cái đèn như các bạn xem những cái clip kỹ thuật á thì Dạ đúng rồi, quan trọng là cái màu mà chiếu lên con cá nó phản chiếu ra như thế nào. Thêm em cái nữa là đèn này vẫn có UV hỗ trợ cho đúng cá rồi, nó luôn. lên màu được, cái quan trọng là nó lên màu. Này màu vàng nè. Chỉnh từ từ đó Này em, là chỉnh màu. hai cây lượt á. Cái này là đỏ cá không đổ nước theo phong theo tông trắng. Tông trắng. À. Còn tanning nè. Đây là tanning cho cá nè. Nó đang có màu tím. Mình sẽ trải nghiệm, mình sẽ trải nghiệm thử và mình review cho các bạn sau khi sử dụng cây đèn này mấy ngày con cá là sao, mình sẽ làm clip mình review báo cáo cho bên Jaco. Đó nó có cái màu xanh. Quan trọng cái đèn này nó có tia UV đúng không em? Dạ đúng rồi, Cái UV nó có kích mở màu lên. UV luôn anh. Dạ. Chứ bữa giờ mình những cái đèn kia thì nhìn nó đẹp nhưng mà nó lên một con cá lên tự nhiên, sau khi mình sử dụng cây đèn này mình thử coi nó có lên con cá mà nó lên màu nhanh hay không. Rồi em chuyển chế độ màu đỏ cá không đỏ nước em, mà cái tông trắng, cái tông 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 Dạ, ok. để em chỉnh cái UV lên luôn cho nó đều hết luôn, cho nó đẹp. Đó các bạn nhớ nhìn coi con cá mình á nó đang lên như vậy. À, khi mà là sử dụng đèn các bạn nhớ cứ coi nó lên, nó sẽ kích màu lên nhanh được những cái chỗ này nè các bạn, mới quan trọng nè. Quan trọng là cái đèn này không phải là chỉ nhìn con cá đẹp mà nó làm con cá lên đúng không vậy? Dạ đúng rồi, nó có Đó, cái luôn quan cái trọng. UV nên nó sẽ hỗ trợ cái quá trình Đúng. mà lên lên sắc tố da của con cá, nên là mình thấy con cá bây giờ hiện tại nếu mà ngắm á là giờ cái sắc đỏ con cá nổi nó rất là rõ, Đúng rồi. nhưng mà trong cái ánh sáng nó vẫn có cái tia UV, nó hỗ trợ luôn cái phần mà giữ cái màu của con cá, nó vẫn Đúng có tia rồi. UV. Có những bạn sẽ nói mới đầu xem clip có thể nói là ủa tại sao cái màu nó không bằng cái màu cũ. Nhưng mà quan trọng nó lên cái màu được cho mình tới đâu mới là quan trọng. Quan trọng là khi mà mình sử dụng cái đèn này một tuần lễ nửa tháng con cá nó phát triển được tới đâu, cái đó mới là cái vấn đề. Lên cái màu đó hừng hực luôn. Không, cái màu nó gù như nãy anh nói là nó cái độ Dạ. sáng xung quanh cái hồ nó không có nhiều, tại cái đèn margin cũng vậy, cái đèn giữa cái đèn khác nhau, cái đèn đó là cái đèn margin nó chiếu vô con cá không, chứ nó không có chiếu cái độ sáng vô Dạ. vòng vòng ở bên ngoài. À, cái đèn bình thường là mình đang sử dụng cái cao cui nó làm cái công nghệ N1 cho nên nó sáng rất là nhiều, nhưng mà Dạ. con cá nó không có lên màu là nhiều. Thử cái anh sử dụng Dạ. thử cái màu của em, cái đèn của em, các bạn thấy khi mà tới nó lên con cá nó nhìn nó đỏ hơn đó nha.
con cá nó ánh, cái ánh đỏ của trong cái tự thân con cá nó ánh ra. Chứ nó cần một thời, giống như bữa trước gắn cái đèn trước miệng một thời gian đó, nửa tiếng tiếng, có khi một cả ngày nó mới ổn định cái màu, chứ con cá nó quen là nó thích nghi lại. Nhiều khi do mình đụng chạm nãy mình làm con cá nó cũng có cái màu, nó cũng không không biểu thị hết, bằng khi mà con cá nó tỉnh thoải mái. Mình sẽ cập nhật lại cho Dạ. khán giả xem và cho em xem, sẽ báo cáo lại xem sử dụng cây đèn này là được gì. Dạ. Và thì hôm qua clip cũng rất cảm ơn em rất là Dạ. nhiều, đã đến tới từ dưới đem lên là đèn tại dài quá cho nên là không có chở lên được, Phải 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 gỡ lên, thì cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà nãy anh cũng nói là bên em là made in Việt Nam về đèn cá rồng. Dạ. Việt Nam mình không phải là cái nôi làm cá rồng, nhưng mà đèn cá rồng cũng được, không phải là cái nôi làm đèn cá rồng, nhưng mà hy vọng bên em làm phát triển nhiều hơn. Và em hãy chia sẻ vô cái hiện tại em đang làm những mặt hàng gì, đèn gì, và tương lai Dạ. em sẽ đang làm gì. Và anh cũng mong muốn cái là em sẽ làm sao cho được nhiều người tiếp cận. Dạ. Thì hiện tại á, là bên em đang ngoài phát triển cái mảng đèn cho huyết, thì mọi người cũng thấy là cây đèn đang sử dụng là 5 trong 1 chuyên dành cho huyết. Đó, thì có màu đỏ cá không cho nước, màu tanning luôn và thêm UV luôn. Ngoài ra thì bên em còn có một cái dòng đèn chuyên dụng cho tanning nữa, là nó chuyên dụng hơn, cái công suất nó mạnh hơn và cường độ nó mạnh hơn, và chuyên cho những anh em nào mà chuyên tanning cho cá. Rồi có cái đèn cho bối. Đèn cho bối thì 3 dòng đèn đó là bên em đều có, là có thể là tùy chỉnh kích thước theo cái yêu cầu đặc biệt của khách hàng. Song song đó thì hiện tại bên em cũng đang một cái nghiên cứu nữa, là cho ra cái dòng đèn mà bơm bối, và giá thành làm sao giá thành thấp cho những cái anh em mà đang bơm những bối nhỏ để bơm bơm bối, thì bên em đang nghiên cứu ở bên dòng đèn đó. Có thể là trong tương lai gần thì bên em sẽ ra một cái dòng đèn đỏ cá không nối nước, mà cho anh em, nhiều anh em có thể tiếp cận hơn. Cái dạng dạng đèn đó có thể là dạng đèn ống thủy tinh, thì anh em sẽ dễ tiếp cận hơn. Đó, thì cái đó là những cái hiện tại bên em có, và những cái dự án bên em chuẩn bị triển khai. Rồi, chúc em bên em thành công, hãy Dạ. đưa thương hiệu Việt Nam mình đi sức qua bên Ấn Độ hay Mã Lai, những Dạ. cái thương hiệu đèn, Dạ, em và cảm ơn. giá thành phải đưa cho mọi người tiếp cận được ha. Dạ, đúng rồi. Và làm các bạn mới thấy đèn ống nước nó giá nó rẻ, tại sao nó ra số lượng hàng loạt, còn đèn này do là phải làm nhôm, làm thứ, làm cắt mọi thứ, cho nên là cái quy cách nó ngược lại, cái nó cơ động mà giá nó cao hơn các bạn ha. Còn loại Dạ, kia đúng thì rồi. nó như vậy. Và đèn này nói chung mỗi đèn có một tính năng riêng. Ok, mình sẽ trải Dạ. nghiệm rất nhiều và Dạ. sẽ review nhiều và sẽ phản hồi cho em để em làm đèn tốt hơn, Dạ, em cảm đưa ơn. thương hiệu Việt Nam Dạ. mình mạnh mẽ lên trên thị trường toàn thế giới ha. Dạ, chắc Ok, cú à. Dạ. và hiện tại bây giờ bên em cũng xuất khẩu lên nước ngoài được luôn, được đúng không anh? Ừ, dạ được, nếu mà anh chị nào mà bên nước ngoài mà muốn đặt hàng bên em á, thì liên hệ trực tiếp bên em, và bên mình sẽ cân đối cái cách thức như thế nào để cho phù hợp nhất cho anh chị. Dạ. Ok, cảm ơn rất là nhiều. Dạ, Chúc cảm ơn bên anh. em là phát triển mạnh và để đem thương hiệu Việt Nam đến cho thế giới. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi, xin Dạ. chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những clip sau.